You're making me meet the con à, có con à. Con kia hay lắm á. Đây hả, cái này đi. Tới không? Chưa. Trên chị học bay lên á. Ông muốn bay bay xa cũng đúng đường luôn. Đúng đường luôn. Có biết cái đó mà lâu á. Mình bay hơi lâu. Vô trường bắn chứ đây, vô trường bắn là qua, vô trường bắn là qua. Đó, trường bắn rồi. Mình cũng có thể kiếm được cái xe ra mình chạy ra. Cái tôi muốn nó là được chọc lắm. Đâu không ai. Vô trường bán qua xe ở đây cũng được, từ từ. Ông nào ra đường tướng xe. Xe bên đây gần mà. Xe tí đi chuyển vào một tí. Tôi là không có người tướng, mình xem mình. Ủa chứ mình không lo đâu. Có mình à. Không qua em. Ông Phong qua trường bắn chứ hả? À qua xe đi chứ hả? Ừ. À xe bắn đi vậy. Ờ vô qua đây đây rồi vô qua từ từ. Tôi ra hầm à. Ôi hầm ở đây nè. Hầm đó hay có cam? Có gì? K98. À. Mà tôi biết con K. Chảo cánh dính. Cái đạn không có súng thôi. Ông là chịu mạnh nên vào chơi đi. Được bao nhiêu người này đút khu là được rồi đó. Nó bằng SKS không nè. Ở cơ 8 rồi. SKS nè. Cho đạo đi. Cho Uwin nè. Tôi biết bắn cái này, tôi bắn UV à, UV à. Tôi bắn cái này. Có xe, nằm bút đi, có xe. SKS nè, ai bắn không nè. Chỗ nào vậy? Chỗ Uwin nè. Đánh giới rồi. Uwin nè. Tắt hết pin đi, tắt hết pin cho một người pin thôi. Ai có đồ chứ. Chọn lấy các bạn nha, Tôi làm cái 8 luôn. Ừ, 8 bỏ cái này bắn được. Đập xì đà. Bắn lại cái tết này. Tôi biết bắn xịn đi. Chúng mà lo. Bong Thank you.
cân xăng. Dạ. Ok, xe nhiều xăng không? Thấy rồi. Nhiều, hơn nửa bình. Sau này cũng hay có giảm thanh đồ này. Ai bắn vậy? Tôi. Đi giảm thanh đâu rồi vậy? Ừ, đi giảm thanh rồi. Chú biết đi thôi, không có người đó. Tưởng đâu nào bắn. Nó làm gì có ai nó hai nè. Mày không có ai luôn. Quân này không có người xuống nữa. Nghe tiếng xe rồi ta bắn. Có nữa là có đồng đội chúng ta thôi, chung có ai á. Ông nào nhận, ông nào nhận được cái mà 416 đồng đội thôi. Ai có phụ kiện VSS cho riêng nha, VSS chứ. Đi chấp cái dưới lồ nó sao? VSS nha. Cái lồ này đem chia giảm thanh với cái gì á. Ai nhập được cái gì ngon có để lại nó. Chấp chia. Phụ kiện VSS là khó tìm rồi. Giảm thanh của chúng nhắm khó tìm lắm. VSS nha, phụ kiện về cái nó hỗ trợ đạn với cái kia, cái gì đó đạn. Ông có làm lụm xăng chưa? Đây, có xăng. Đổ lắp đổ xe. Để kiếm một cái ba lô. Ai đứt nhà nào mở vào cửa luôn, anh cứ đỡ nhầm nhá. Mở luôn cửa nha. Một người sau đỡ vào nhà. Trời ít đám mà. Tám luôn. Bên này có 301 luôn. Cả lúc phải vái. Thì ông tí ông nào nhịp có xe tí nào đấy. Xe dưới quán cà phê. Gì mà không được phòng mở 4:16. Ai tìm được cái tăng đạn UZ với tăng đạn OMB chứ. Tôi nay phá lại chơi đạn chiến thôi. Để với SKS nè. Có đạn SKS nè lấy không? Hay là để tôi lấy 60 viên. Rồi tôi lấy nha. Ai cần thì lắp đưa. Ai có sợ ca không? Bên nhà tôi có bao một nè. Cho ca nè. Đây có ba lô 2 nè. Chỗ tôi. Công tử R hả? Ừ. Ở bên nhà kho bé. Đây không AK nữa. Con giáp này AK nè. Tôi đang cần cái tăng đạn UZ. Tăng đạn hay tăng nhiều lắm mà. Cái tăng đạn với UZ á. Ông mua tăng đạn SMG.
cho băng đạn để tăng đạn. Ừ. Anh cho cường xịt cốt. Nhà thờ lúc chưa anh em? Nhà thờ lúc chưa? Chưa rồi, chưa rồi. Cái lúc nhà thờ tôi lúc đó. À, thấy rồi, thấy rồi. Ông nào mút đồ mở cửa nhá, dễ nhầm. Tôi cần cái red dot. Để kiếm cho cái holo rồi. Rồi có red dot à? À không. Ở tay. Chỉ có cái red dot thôi. Nè, nó có phụ kiện vào cái trứng này lấy không? Cái gì? Cái cây vậy? Cái cây tôi có rồi. Ai có khẩu ấy nè, khẩu bờ 46. Cái đốt này lấy không? Tôi gái. Đây có cái chảo nè, nhà thờ có cái chảo. Ai tí chảo qua đây lấy nha, nhà thờ có cái chảo. Cái đốt tôi dục tôi nhà thờ luôn á. Cái đốt cho tôi đi. Tôi nhà thờ có cái chảo trọng. Thôi cứ cầm một cái đốt bánh nhẹ mà tí mang thôi chứ. Ê chạy nhà thờ. Tôi chạy nhà thờ này. Ai có lớn 2 thì báo nha. Chết mẹ. Trên này dưới, dưới. Bó cũng gần. Các ông thích bắn kiểu núp hay lắm, bắn kiểu chạy bao vòng bắn rồi. À, từ núp đi. Trời núp tủ lắm. Trời núp bị động á. Bắn nhau cho vui. Chơi trong trước hả? Chờ mình chạy theo vòng bo xanh á, mình lắm. Ai xe đi, tôi bán cà phê. Còn 2 phút nữa mà. Còn ra xe đi. Ra gia đình chính. Ra xe đổ xăng. Gia đình chính đi, tôi đoán. Tôi cần 5 cái đấy đó. Cái xe ai? Cái xe ai? Cái đưa cho. Đó, cái đó tôi đưa rồi đó, không đủ rồi. Có một cái à, có một cái sẽ có tờ, cái Uzi chưa có. Ra ngoài đường đi tôi. Nên tôi đưa cho, tôi có nhiều lắm. Ra ngoài đường đi. Ôi trời, nó cái gì cũng có. Tôi tới đây. Ừ, lúc ở trong vòng thì tí chia đồ sao? Lên đi. Ê, cái hòm bớt hướng ít nè. Ôi, đừng bắn hồ lên đi. Không có phục lúc, không có phục điện về cái không? Bắn đạn về cái nữa chưa? Có đúng không? Ở đây nhá, lên đây rồi. À, có đạn 7 nè. Đạn 7 nhiều lắm. Được. Xe đầy xăng mà, chứ tôi được xăng gì. Tôi đổ. Gì vậy? Tết xe lần. Ông Hồ Phong. Rồi cho tôi cái đó, nốt nó đi, nốt nó mỗi nhà đi. Nó rồi hả? Đủ súng rồi, đủ đạn rồi, 351 viên chính. Đạn chính. Đạn mấy? Đạn chính. Cái đó nè, lấy nè. Lên.
đó 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 dưới vậy. Thấy à? Ông nào có tặng tặng ấy không, tặng xanh không? Tặng xanh có tôi nhiều. Xanh có đủ mấy viên. Ui, tôi có 200 mấy viên nè. Đây đây có cái X8 nữa này, ai lấy cho? Hai cái X8. Tôi có hai cái X8 mà ai lấy cho? Ông này bắn sniper tốt cả X8 nữa. Làm gì có sniper, làm gì có sniper ở đâu? Ông này bắn xa tốt. Có KTS nè, KTS nè. Đấy, cứ được cho. Tôi có 8 rồi. K98 nè, K98 nè. Đâu cho tôi một, cho tôi một K98 đi. Chạy bên Ninh nè, chạy Ninh nè, K98 nè. Chạy nào? Ra xe, ra xe, ra xe. Bắn đạn thêm VSS nè. Đấy, cho tôi một K98 nhé. Chạy nào, chạy nào? Bắn đạn thêm VSS đây. Rồi thêm VSS vô nè. Đây đây đây, bắn đạn thêm VSS cho tôi. Ông được bắn xăng luôn nè. Ông bắn xăng. K98 nè. Chạy nào chạy Ninh nè. Chạy nào? Phụ kiện VSS gì không? Cho tôi bắn K ra, tôi bắn K ra. Đây đây, K này K. Tôi xin phụ kiện VSS nè. Phụ kiện SKS là cái gì sao không thấy ta? VSS, VSS chứ không phải là SKS. Trên đây có một kiện, có một kiện SKS được nè, có băng đạn nè, có cái băng đạn nè. Băng đạn VSS, đây đây đây, đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi, nó đó. Chạy đây còn cái nào ta? Để bắn. Ok ngon. Nhau cứ bắn đây cho máy tôi đèn lét. Tôi sẽ tăng cơ nha. Cầm bò. Ai có gì ta? Ai có phụ kiện của AK không? Hôm nay có AK nè. Để đã. Có chờ không? Đó, lấy đạn đi. AK ai, ai có phụ kiện của AK98 không? Ai có được 5 ông tôi cho nè. Đấy thôi, tôi đẩy xuống rồi. Tôi cho ai, tôi có 9 ông cho cả 5. Là 5 đâu đây đây. Đây, ai lấy. Ai lấy ông nào? Qua ngay đây, qua ngay đây. Cái này 7 ông đưa lại cho. Ai được bài xăng đấy, bài xăng mới bày bà lô. Đây thằng này nè. Có thằng 7 nó đưa lại cho nha. Nào bây giờ gì đâu, ai quyết đi. Ở đây bình xăng nè, bình xăng nè. Giờ mình đi qua cái cầu đi, qua cầu đi. Bây giờ cầu á, mẹ sợ nó chặn lắm. Đó mình đi qua cầu đi trước thì chứ nữa nó chặn mệt lắm. Cái khu này thì ít người này vì máy bay nó chạy bay xuống tới đây đúng không? Bay chéo đúng không? Mình đi qua đây. Máy bay từ bay thì Mita lên đúng không? Có 3 cầu. Kiếm như cầu là ông làm lái, ông làm lái, tôi cầm ca, tôi bắn chị ạ. Đi qua cầu này nhé. Đi qua lại. À. Có đó để phụ kiện. Đây có cái phụ kiện của AR. Nó bật auto quên xảy giống nè. Qua cậu hay là đấy thôi. Qua cậu đi, mày đủ đạn đấy. Ở đây. Chết rồi qua, chết chứ rồi qua nha, hay bị bắn không? Dừng nè, bắn cái thùng xe đi. Dừng nè, bắn cái thùng xe đi. Bắn cái thùng xe đi. Đưa, bởi xe được rồi. Đấy, thôi, bắn một bánh thôi. Có dẫn thanh của kia mùa đội chiến này. Đây này, đi ra đây, đi ra đây, đi ra qua cầu trước đây. Rồi qua cầu này, đi ra đây. Vèo vòng tới phải, rất phải, cứ vòng ấy, thì kiếm người. Mình đi qua vòng tới vòng làm gì, cứ vòng bắn khó lắm. Lắp kìa. Có người kìa, không? Đập tướng lên. Ai nhìn thấy đọc hướng lên nhá. Đây à. Ở trên này cam ngược về cái hướng nhá, hướng này hướng bên hướng ép liệu con người nè, này canh người ép liệu hả? SW bắn nè. Mỗi người canh một tướng. Không, đừng nói trong vòng được bắn, đừng nói trong vòng được bắn, bắn dụng ngoài vòng á. Mình cứ đợi chúng nó chạy vòng mình bắn. Tướng SE nha, trong nhà SE có mấy thằng ở nha, mình bắn. SE à? Cái nhà SE nè. Tôi canh nhà E nha, tôi canh nhà E rồi. Trong nhà tao bắn, tao bắn được không? Trong nhà nó thấy nó rồi nè. Ông cầm SE ra bắt tướng. Nhà nó ngoài vòng. Okay.
ai bắn đấy, bắn ra đầu báo nhá. Đừng bắn vội nhé, để nhìn cả tem nữa rồi hãng đọc cái tem mình để bắn. Hôm nay nó lỗi, không biết đâu rồi. Trong nhà thì đi cũng được nhá. Nhà kia ta ta nó chạy vòng 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 nhà kia. Nhà màu gì, nhà màu đỏ hả? Nhà nè, nhà nào? Đọc nè, nhà không ấy đừng ấy. Tao có thích. Thôi để tôi ra tôi bắn cho. Ông là ông ngồi canh nhà E đi. Ông ca bắn đi, nhẹ đó, nhẹ đó. Rồi ông là canh nhà E đi. Nhà 98 kìa, ca bắn đi. Ở bắn cái nhà chung mấy phát rồi đó. Nhà dưới hay nhà trên? Nhà nhỏ, nhà nhỏ. Nhà ở phía xa ấy. Nó bắn rồi, nó bắn rồi, thấy chưa, thấy chưa. Nhà nhỏ đó. Thôi nhìn rồi, nhìn rồi. Ông ca 98 bắn đi. Ôi, một thằng lúc ao. Một thằng rồi. Còn phía sau nha. Ông ngồi canh sau thì tôi bắn cho. Nó đang cứu, bắn cái thằng đang cứu nha. Mấy được nó ta. Ôi một thằng chết, một kill. Để tôi kể anh nó là sao? Tôi hơi nón hay là tôi hơi giác, hơi nón hay là? Nó không ra, nó không biết xuống mất sao. Nó cũng bắn kè đó. Bên kia. Ở bên cái nhà bên tay phải có một thằng, Nhà đỏ hả, Ừ, bên tầng 2. Để đằng sau thì đừng tham bắn. Lâu lâu nghe, có một thằng tôi giết chết rồi nha. Okay, cứu. Ai cho ba cứu vậy, mấy ông? Cứu đi, cứu cho Riêng Nam cứu. Có xe kìa dưới chân. Lâu rồi. Có cái xe dưới đồi ấy. Ôi nó cứu chứ. Má nó hai hướng lần đó, hai hướng mình luôn á. Xung quanh mình đó. Thôi dễ tác đi. Hướng N. Bọn đấy ngoài vòng, đợi vòng thu mà nó chết. Ở dưới chân đồi có người kìa. Ôi, một thằng vỡ ngón rồi. Chào ơn. Ở gốc cây, sau lưng riêng Việt Nam kìa. Nó kìa, nó đang phôi trương kìa. Bắn đi. Đó. Cái hòm mà. Ông là đang cứu kìa, nó. Ông là đang cứu tôi. Hòm. Cứu tôi nè, phát này. Tôi bỏ ra xe. Cứu là chết luôn á. Đồng lắm. Bỏ đây, bố cứu là chết, anh đang bắn kìa. Đồng quá, đúng mà. Rồi Nam bắn nó đi đó. Bọn ở là chết đó. Bọn ở trong nhà nó yếu lắm rồi. Bắn không được ra rồi. Kê có thắng kìa, bắn luôn. Ok. Rồi. Tôi đang kiếm được cái rồi. Cứu con tử lẹ. Thôi tôi chết. Đang chạy. Cứu người khác. Cứu tử lẹ. Nó bị bắn hai thương rồi. Ở dưới chân đầu quán ấy. Ở dưới chân đầu quán. Ở sau. Đâu có 3 thằng nữa. Dưới hết rồi, 3 thằng. Tôi dưới hết rồi. 3 thằng đúng không ta? 3 thằng hay 2 thằng. Ở dưới chân đầu quán mà. Có thế. Ở hướng ông, trước mặt ông. Có xe. Đấy, nó cầm xe lên. Ờ, tôi thấy. Xấy xe đi. Đây. Nó kìa. Con thằng kia. Hai thằng chết rồi. Bên phải. Phải ở đâu? Đấy, nó bòn như thế. Giữa nhìn thằng nó chạy ra. Nó chưa có hòm đấy. Nó phải chỗ đó đâu. Chết rồi. Được rồi, anh nói, anh cầm nói. Chết rồi. Ông nào bắn được ca thì cầm cung được. Ôi, bò. Chuyển súng ca nè. Bắn bọn ở nhà nó lên đấy nhá. Ở đấy, đứng đấy. Nằm ngồi xuống, không bắn. Phòng được chết. Ông đi ngồi đi, ông phát ngồi đi. Đứng bắn nó bắt đầu ra. Đồ này ta biết nhiều ạ, à. Vãi. Của tôi chứ của ai. Hai cái ta biết đúng không? Đúng rồi. Ở đây cho ta bắn
vòng bo nhỏ nhé, cẩn thận nhé, cắn nước không không di chuyển được vào vòng nhé. Tôi tìm cái giáp đã không có giáp. Tôi có giáp, tôi giáp mang. Ông bị nó bắn mất giáp rồi. Tôi giáp người, các người nó mang. Ở giờ ông bị nó bắn mất giáp rồi. Giáp giáp ba hơn. Sát tôi dưới, thôi bỏ đi ngoài phòng. Giáp giáp sắp hết rồi, giáp sắp hết rồi. Không di chuyển sang sang mép nắng mép bên trái. Không, này đứng đứng như một cái mép đấy, mép đẹp đấy. Tay không mới, họ mới không có ai đâu. Đấy, họ mới đó, họ mới. Đấy, chỉ cần đợi đấy, cứ đợi sợ các bạn ở đấy lên nhé, các bạn hình như vòng nó chết hết rồi sao mấy mình toàn này giờ Messi mà ra mình bắn này giờ Messi mình ra ba team đúng không, cũng còn tùy vì nó còn nhiều thằng mẹ hôm này giờ mình giết ba team rồi á, ở đây là ông mẹ lớp một cái móc lốp cái team đi ngang qua mình mẹ quả đấy bắn ra chín đám chết hai thằng trong nhà rồi con mẹ giống gì mà ốp được sau lưng em từ có bạn sao hơn hai ở tại sao hết đạn chín đó, ông có đạn chín không? Đạn chín là trong trong đạn chín cho tôi á, cho tôi 500 viên á, đạn chín cho tôi phải cái đạn chín đạn chín 500 viên hồi nãy tôi 200 viên mà xả nó hết luôn á, ở trong người tôi đầy rồi, ở trong người đầu ta cứ ngồi im muốn kệ nó đó, đồ giáp á nó bắn á, mình ở ở vòng đẹp mà ở nếu mà chạy vô đồi kìa, lấy nữa mình chạy vô kìa này, cái hướng SE có mà hai cái nhà nhiều đạn chín không ta hồi không bắn này SE có hai thằng trong trong vòng nha, có hai nhà trong vòng thận nha. SE hả? SE. Ờ. Hướng bên tay trái của ông ơi, cái hai cái nhà ngoài rìa. Nhà hả? Ờ, hai cái rìa nhà ngoài. Đi 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 ra mé bờ sông ông ơi, đi ra mé bờ sông ông ơi. Cái vòng mới đợi vòng thôi mà bắn. Bên bờ sông mình dễ chết lắm á. Có cái hòm kìa. Ờ đừng đừng ra sông bên bên phải mình chưa chết đâu, bên sang trái thôi đi chuyển. Trái đi, bên trái đi, bên phải xong rồi chết đó. Sang phải mình bị bắn mình không né được. Ở trên đồi mình còn có nước một cây. Đấy, để hai cái nhà ở ngoài vòng á, hai cái nhà ngoài vòng, ở ngoài trong vòng á, ở trong vòng á. Cái nhà nó chết rồi mà. Nhưng mà nó thật nó di chuyển từ hôm nay. Mình đi thôi, vòng vòng vô kìa, đi thôi, đi thôi. Ghi đâu rồi, ghi đâu vậy, không đi qua kia hả? Tôi vô bò, tôi vô bò. Ông kia đi, ông Jin này bảo thế rồi, hắn chạy ra sông làm gì. Không mà lại hết đường chạy. Ông cầm, ông đi thôi kìa, nó sẽ bắn. Đốt ok đi ông ơi, đỏ xanh, mình bảo cho chống lắm. Cái này là chống, chống quay vào bắt. Có hàng loot đồ kìa, bắn đó. Ra sao? Có cây trước mặt kìa. Cây cuối cùng á. Để kìa, có thằng nó chạy trên đồi kìa, thằng chạy trên đồi kìa. Thằng chạy trên đồi. Thằng chạy trên đồi kìa, trước mặt phát kìa. Đấy, chạy trên đấy, đấy, ok đấy. Nhìn thấy không? Tôi cái mình nó, tôi chống phát không có gì hết trơn nè. Tôi bắn, tôi bắn một thằng sắp chết rồi. Đã bỏ rồi, đừng tham bắn nó làm gì. Thấy Hương nó bắn á. Cứu được không? Tôi qua cứu nha. Cứu. Đáp, đáp smoke, có smoke thì đáp ra một chứ không có thì không biết đâu. Có biết mình, để biết nó bắn ở đâu kìa. Không, bắn chết luôn. Không ông phải từ đó, không ông phải từ đó. Đi ông Phát. Đánh lắp ok thì đi. Tụi nó bò, đi 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 quay, tụi nó bò rồi. Cứu tụi bắn, cứu tụi bắn. Có một thằng ngay trước mặt. Cứu thì cứu nhanh lên, chạy nhanh lên. Cứu thằng bò. Cứu thì cứu ngồi gọn nào. Đấy, ở ngay trước mặt quá đấy. Tôi hư nó ba mà. Tụi nhà nó bắn ra tôi đó. Lấy mấy kích nào, mấy kích nào. Trong cái nhà thì nó bắn ra đấy. Tụi bắt kích không? Có nhanh lên còn 30 giây rồi, cắn máu lên chạy đi. Để đi, tôi chạy trước nha, hay là được không? Cắn nước, cắn nước. Tôi chạy trước nha, tôi chạy trước nha, tôi tăng, tôi tăng nha. Ăn nước đi. Bỏ cái X8 đi. Bắn gần thôi, bắn gần, bắn X, bắn sâu lâu thôi. Kìa, có thằng trước mặt kìa. Kìa, ông Ngọc cầm ca kìa, cho nó phát kìa. Ngay trước mặt nha. Trước mặt mình nha. Ôi, vô bò lại. Ôi, đi, đừng tham bắn, chạy đi. Chạy sát rồi, giờ vào mép nước ấy. Chạy vào mép nước. No. Chạy vào mép nước. Chạy vào mép nước. Ở nhà nó, ở trong nhà nó bắn ra. Hay rồi. Chạy. Không ghê nữa hả? Bỏ đi. Bỏ. Chạy vào chân cầu, ấy. Chạy vào chân cầu là sống. Đấy, mép bên đấy là sống. Mép bên đấy ngồi cây rồi. Ở đâu vậy? Câu. Trước mặt tôi. Ở câu. Ăn máu đi, ngồi xuống ăn máu. Kệ nó. Thấy rồi, nó dưới chân cầu luôn á. Kệ chứ, thế của tôi ở chân cầu quá mà. Ông nghĩ chưa? Thấy rồi. Đừng tha bắn, đừng tha bắn, cứ bình tĩnh không? Ôi, vô bò. Cho phân ca, thôi, không chạy. Chạy ok. Bỏ súng đi. Cái thằng ok kìa. Cái đó, đi đứng xuống. Xuống đi. Ông kia nhiều hơn lắm. Ông xuống. Nó đang bắn ông, bắn ông. Giờ mình không chết rồi, mình vô không phải. Nó đang bắn ông, có đang bắn ông tự dưng ông còn rút súng bắn kia gì. Quả cứ chạy đi, hai thằng kia có biết mình đâu.
chạy lên xíu nó thấy mày rồi. Lầm xuống nó mấy thằng đến rồi.